tạo điều kiện vay vốn ưu đãi, lãi suất thấp, hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc tiêu thụ nông sản. Đó là những hoạt động thiết thực ý nghĩa của Hội Nông dân tỉnh trong thời điểm người nông dân gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Từ năm 2018, anh Phạm Văn Thắng đem giống khoai môn ngọt về trồng trên đồng đất Khánh Hòa để lấy ngó. Hợp với chất đất địa phương, được trồng theo hướng hữu cơ, loại cây này phát triển nhanh cho sản lượng lớn. Nhận thấy đây là loại nông sản sạch chất lượng, vừa qua Hội Nông dân tỉnh đã hỗ trợ 72.000 tem truy xuất nguồn gốc cho gia đình nhằm nâng cao uy tín sản phẩm, tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Gia đình chúng tôi rất vui là được Hội Nông dân tỉnh đã hỗ trợ cái tem truy xuất nguồn gốc. Người tiêu dùng sẽ biết là cái sản phẩm mình có nguồn xuất xứ từ đâu và mình cũng người làm ra sản phẩm cũng nâng cao chất lượng để tạo được lòng tin giúp cho sản phẩm của mình đứng vững hơn trên thị trường, đảm bảo thương hiệu cho gia đình và thứ hai là sẽ đi vươn xa các tỉnh hơn nữa. Còn đây là các hộ nông dân trên địa bàn huyện Kim Sơn được hỗ trợ vay vốn ưu đãi từ quỹ hỗ trợ nông dân để phát triển kinh tế với số tiền từ 50 đến 100 triệu đồng một hộ. Số tiền này có ý nghĩa và kịp thời hơn bao giờ hết khi mà rất nhiều nông dân đang gặp khó khăn tìm kiếm việc làm, chuyển đổi ngành nghề nhằm đảm bảo thu nhập trong mùa dịch. Tôi làm đại lý thu gom và bèo cói trong rồi nhập cho các xí nghiệp, tạo công ăn việc làm cho bà con xung quanh. Với cái số vốn này thì tôi mua nhiên liệu đưa cho bà con, rồi là lấy hàng sắt ở các xí nghiệp đưa cho họ để họ lao động tại gia đình, tăng thêm thu nhập. Chúng tôi được vay với cái số tiền này, chúng tôi rất là phấn khởi, phục vụ cho cái công tác sản xuất, mua là vật tư phân bón rồi đầu tư cho chăn nuôi. Chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu tích cực và nỗ lực hơn, phát triển kinh tế được đẩy mạnh hơn nữa trong đại dịch COVID-19 này. Từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân tỉnh đã giải ngân hơn 9 tỷ đồng từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân cho 207 hộ vay để phát triển chăn nuôi, trồng trọt, làm hàng thủ công mỹ nghệ, kinh doanh dịch vụ, hỗ trợ hơn 100.000 tem truy xuất nguồn gốc, tiêu thụ nông sản cho người dân trong và ngoài tỉnh. Đối với Hội Nông dân tỉnh và Hội Nông dân huyện trong thời gian qua cũng rất là quan tâm đến cái sự phát triển của cán bộ hội viên, hướng dẫn, tư vấn về kiến thức và khoa học và kỹ thuật cho bà con. Thì quan tâm về các cái mô hình phát triển kinh tế mà hiệu quả và đang tìm cái hướng đi mới và cũng tìm cái đầu ra tiêu thụ cho các cái sản phẩm của nông nghiệp để mang lại cái hiệu quả kinh tế giá trị cho gia đình. Có thể thấy việc hỗ trợ cho nông dân mùa dịch được triển khai dưới nhiều hình thức phong phú, phù hợp với tình hình thực tiễn mỗi địa phương đã đem lại hiệu quả thiết thực, giúp nông dân có thêm động lực để cùng cả nước chung tay chống dịch và phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.